Doanh nhân đa tài, Sắc Minh Beta là chủ nhân siêu hit Việt Nam ơi, Sắc Hưng đóng phim của VTV, Sắc Hùng Anh có hẳn album Bolero. Không chỉ thành công trên thương trường mà Sắc Hưng, Sắc Minh Beta, Sắc Hùng Anh còn có những tài lẻ khiến nhiều người trầm trồ. Ngoài tài năng kinh doanh thiên bẩm, các Sắc còn gây ấn tượng với những màn thể hiện tài năng đầy thu hút. Sắc Minh Beta, chủ nhân siêu hit Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Chắc chắn không dưới một lần chúng ta nghe qua giai điệu quen thuộc này. Đây là tác phẩm do Sắc Minh tự sáng tác và trình bày, góp phần cổ vũ tinh thần dân tộc trong mỗi dịp quan trọng. Được anh sáng tác chỉ trong 30 phút với cảm xúc trước khi rời quê hương Việt Nam để sang Mỹ du học. Bài hát trở nên nổi tiếng sau khi đài truyền hình Việt Nam sử dụng trong MV cổ động sau sự thành công bất ngờ của đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018. Năm 2020, Sắc Minh đã sáng tác lời ca khúc Việt Nam ơi, đánh bay Covid dựa trên giai điệu ca khúc Việt Nam ơi, nhằm cổ vũ chiến thắng đại dịch tại Việt Nam. Xuất hiện tại mùa 6 của chương trình, có Sắc Bùi Quang Minh, hay còn được gọi là Minh Beta, chủ tịch hội đồng quản trị Beta Group, tổ hợp các dịch vụ giải trí, nhà ở và giáo dục. Sắc Bùi Quang Minh sinh năm 1983, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vị doanh nhân từng học đại học ở Viện Đại học Sydney, viện đại học đầu tiên của Australia, sau đó anh tốt nghiệp thạc sĩ MBA, quản trị kinh doanh tại trường đại học danh giá Harvard Mỹ. Là nhà sản xuất của một số phim điện ảnh như Ngày Mai Mai Cưới, Tìm Vợ Cho Bà, Kế Hoạch Đổi Chồng, Mỹ Nhân Thần Sách, vân vân. Năm 2022, trong khi doanh thu của thị trường phim ảnh Việt Nam dậm chân tại chỗ, quanh mức 210 triệu đô la Mỹ như trước dịch, thì Beta Cinema, mô hình rạp chiếu phim nhượng quyền thuộc Beta Group, có cú tăng trưởng ngoạn mục gấp đôi năm 2019. Lần đầu gia nhập bể cá mập, Sắc Minh cho biết sẽ ưu tiên tìm kiếm các mô hình kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, nhà ở và giáo dục. Trải qua hành trình 9 năm khởi nghiệp từ việc không có nhiều nguồn lực trong tay đến khi gây dựng nên Beta Group với hệ sinh thái đa ngành, Sắc Minh thấu hiểu rất rõ những khó khăn, áp lực mà một startup gặp phải. Anh chia sẻ, tôi muốn mang đến sự cảm thông, chia sẻ với những startup mà tôi được gặp trong chương trình để có thể cùng họ tìm ra lời giải cho những bài toán khó trong kinh doanh, từ đó mang đến những giá trị tích cực cho khách hàng và cộng đồng. Sắc Minh ưu tiên tìm kiếm những mô hình kinh doanh có sản phẩm, dịch vụ có thể kết hợp luôn vào hệ sinh thái của Beta Group nhằm gia tăng nguồn lực và cơ hội phát triển cho cả startup cũng như nhà đầu tư. Tuy nhiên, vị cá mập này cũng mở cửa cơ hội với các startup khác lĩnh vực hoạt động nếu có mô hình kinh doanh vượt trội và người sáng lập có nhiều tố chất thú vị. Sắc Hùng Anh có hẳn album Bolero. Chỉ sau 2 tập đầu của Shark Tank Việt Nam mùa 6, Sắc Hùng Anh không ngần ngại xuống tiền ngay 1 triệu đô la Mỹ cho JCB và 24 tỷ đồng cho Chí Việt Phát. Ít người biết Sắc Hùng Anh là một giọng ca Bolero cực mượt. Nói về niềm đam mê ca hát, Sắc Lê Hùng Anh tâm sự, tôi cũng ghiền nhạc trữ tình từ thời xưa, thỉnh thoảng lại bứt lá vú sữa để lấy mủ dán lên chiếc băng từ bị đứt từ chiếc máy cassette của ông nội. Ai ngờ, bây giờ lại có dịp đứng hát cùng với thần tượng Huỳnh Thật cho thỏa niềm đam mê của mình, thật là kỷ niệm đẹp. Theo Sắc Hùng Anh, đôi khi cuộc sống của mình căng thẳng quá vì nhiều áp lực cơm áo gạo tiền, thì ca hát chính là phương pháp để tìm lại sự cân bằng và giải tỏa bớt sự khó khăn ở phía trước để vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi phấn đấu hát và sản xuất được nhiều bài, nhiều thể loại nhạc, hài kịch, bi hài kịch, phóng sự, ví sự, để mang lại tiếng cười cho khán giả là cuộc sống trở nên vui vẻ. Sắc Hưng đóng phim của VTV, bên cạnh hình ảnh một vị tổng tài đầy quyền lực, quản lý tập đoàn nghìn tỷ, Sắc Hưng còn được yêu thích bởi ngoại hình phong độ, trẻ trung và cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng vị phu nhân xinh đẹp. Đặc biệt ngoài vai trò là doanh nhân thì Sắc Hưng còn có khá nhiều tài lẻ như nấu ăn, trang trí nhà cửa hay vừa hát vừa chơi guitar, khiến dân tình nhiều fan đổ gục. Và mới đây, cư dân mạng đã tìm ra một tài năng nữa của vị Sắc này, từng tham gia một vai trong bộ phim Hoa Cỏ Mai phần 3, trình chiếu hồi tháng 10 năm ngoái. Có thể thấy ngoài thời gian dành cho công việc, các cá mập vẫn có thời gian cho những sở thích, đam mê riêng của mình. Nhớ bấm nút theo dõi Shark Tank Việt Nam và các chuyên mục hấp dẫn tại đây.